người tốt. Đó, bạn sẽ bị hùng chó hả? Nếu mà bạn còn có 60 giây để sống thì các bạn hãy thịt chó. Chó đâu rồi? Đó, cho hai chó thịt nhau. Đó, đó là bạn là người tốt rồi. Bạn là thịt chó thịt nhau. Cái gì vậy? Cuối cùng bạn cũng đã chết. Đâu có chết còn sao rồi.